nhập vào dịch cơ. Kính thưa quý vị đồng nghiệp, chúng ta biết rằng là cái migraine là một vấn đề sức khỏe toàn cầu. Vì sao nó là sức khỏe toàn cầu? Vì nó ảnh hưởng chúng ta đến 10% dân số. Nếu mà dân số thế giới chúng ta thấy là nó trên 10 tỷ thì như vậy thì cái tỷ lệ chúng ta tính ra 10% thì cũng đã rất là nhiều, rất là nhiều. Và chúng ta thấy rằng là nó là một cái gánh nặng cho xã hội. Thì hiện nay chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái vấn đề về cập nhật về sinh lý bệnh, và về sinh lý bệnh hiện nay thì người ta đã thống nhất một số điểm như thế này. Về cái sinh lý bệnh thì tất cả các cái chuyên gia đều thống nhất đây là một cái rối loạn chức năng thần kinh nguyên phát. Nói cách khác là đây là một cái bệnh lý riêng biệt trên cái hệ thống thần kinh, và nó có nhiều cái cơ chế, nhiều yếu tố nguy cơ và nhiều cái cơ chế. Như trước đây thì chúng ta chỉ nghĩ rằng là cái migraine là do cái cơ chế mạch máu, tức là chúng ta còn gọi là đau đầu do vận mạch, tức là co mạch thì nó tương ứng với giai đoạn tiền triệu, và khi giãn mạch thì nó đau đầu. Thì hiện nay người ta thấy là nhiều yếu tố nguy cơ, thí dụ như là trong đó thì có đặt vấn đề như là di truyền, môi trường, biến dưỡng, kích thích tố và có là thuốc, đặc biệt là kích thích tố là những cái migraine mà liên quan đến cái kinh nguyệt. Và rất nhiều cái cơ chế được đưa ra đề nghị là để nó xuất hiện, nó làm kích hoạt tạo những cơn migraine, thì trong đó có những cái thay đổi về kết nối, về chức năng não, những hoạt động của các cái hoạt hóa các cái con đường khác nhau, như ví dụ như là hoạt hóa về cái hệ thống về thần kinh mạch máu, tam thoa mạch máu, hoặc là đặc biệt là gần đây tức là người ta nói nhiều về sự phóng thích các cái neuropeptide thần kinh, tức là các cái peptide thần kinh. Như chúng ta biết rằng là hiện nay thì migraine đây là một cái rối loạn cơn, nhưng mà cái điển hình của nó là những cái cơn đau đầu vừa hoặc là nặng, và thường là đau nửa đầu, và đặc biệt là nó kèm với triệu chứng nôn, buồn nôn hoặc là sợ ánh sáng, sợ tiếng động, đó là cái đặc điểm. Và thường thì nó có nhiều cái giai đoạn, trong đó thường thường là bốn giai đoạn mà chúng ta thường để ý nhất, đó là giai đoạn tiền triệu, giai đoạn ORA, mà chúng tôi thường gọi là giai đoạn thoáng báo, tức là tại vì cái giai đoạn này nó thường là nó ngắn và nó xảy ra sát với cái giai đoạn đau đầu hay là ngay cả trong giai đoạn đau đầu. Và giai đoạn sau đó là cái giai đoạn đau đầu là cái giai đoạn mà chủ yếu, và giai đoạn sau đau đầu và giữa cơn. Thì các cái triệu chứng của cái giai đoạn tiền triệu thì chúng ta thấy rằng nó kéo dài có thể đến 2 ngày, như là cái triệu chứng về mệt mỏi, thèm ăn, nôn, vân vân. Và triệu chứng của ORA như là rối loạn về thị giác, cảm giác, ngôn ngữ, và đặc biệt là cái triệu chứng đau đầu, giai đoạn đau đầu chúng ta thấy là nó kéo dài đến từ 3 ngày, từ 4 giờ đến 72 giờ, đến kéo dài đến 3 ngày. Trong đó thì nó có nhiều mức độ như nặng, nhẹ, và đặc biệt là có sợ ánh sáng, sợ tiếng ồn, vân vân. Và cái giai đoạn mà sau cơn thì thường thường chúng ta thấy là giai đoạn sau cơn thường thường những cái triệu chứng nó gần giống như là cái giai đoạn tiền triệu. Trước đây thì chúng ta thấy gọi là tiền triệu, nhưng mà sau này thì các cái phân biệt người ta chia ra là hai cái giai đoạn tiền triệu và giai đoạn thoáng báo, tức là giai đoạn ORA, người ta còn gọi là ORA. Và hiện nay thì người ta hỏi, tức là vì cái migraine chúng ta thấy là nó thể hiện rất là nhiều cái triệu chứng và rất nhiều cái giai đoạn. Tuy nhiên thì không phải là cái migraine nào chúng ta biết là nó cũng đều trải qua tương tự là bốn cái giai đoạn. Có cái thì chúng ta thấy là nó có cái giai đoạn này nhưng không có giai đoạn khác. Đặc biệt chúng ta thấy là có ORA, tức là có thông báo, thì nó chỉ chiếm 25% trong bệnh nhân có cơn migraine. Còn hầu hết là những cái migraine mà không có thông báo. Như vậy thì, và cái triệu chứng nó rất đa dạng. Chúng ta biết rằng là ở ngay cả cái giai đoạn tiền triệu nó có số triệu chứng, và ngay cả giai đoạn ORA thì nó có số triệu chứng khác nhau. Nói cái khác là triệu chứng nó rất đa dạng. Do đó mà câu hỏi đặt ra là cái con đường sinh học nào là cơ sở cho triệu chứng liên quan đến migraine. Thì cái sự đồng thuận hiện nay thì người ta thấy rằng là cái triệu chứng của migraine đó là có một cái sự hoạt hóa các cái vùng khác nhau để đưa đến cái triệu chứng. Thứ nhất là cái tiền triệu. Tiền triệu chúng ta thấy rằng là nó có cái tiền triệu thì thường thường là người ta thấy là đa số là nó sự kích hoạt dưới đồi, cũng như là các biết thần kinh liên quan đến cái chức năng cân bằng nội môi, và nó góp thành nhiều chứng của cái tiền triệu. Ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà cái hypothalamus kích thích thì chúng ta thấy là nó xảy ra trước khi khởi phát cái cơn migraine, thì nó gồm có những triệu chứng như là buồn nôn và thay đổi thèm ăn, mệt mỏi, vân vân. Thì đó là cái giai đoạn về tiền triệu.
cái giai đoạn về ORA, thường thường chúng ta gọi là thoáng báo. Tại sao gọi là thoáng báo? Thường thường cái triệu chứng này nó xảy ra rất là gần với cái giai đoạn đau đầu, và nó có thể là nó xảy ra trong giai đoạn đau đầu mà nó xảy ra thời gian rất ngắn. Thì cái giai đoạn ORA thì tương ứng với cái ức chế lan tỏa của vỏ não, và được coi đây được coi như là cái sinh lý bệnh chính của cái giai đoạn sau ORA. Thì ở đây chúng ta thấy là cái giai đoạn ORA thì chúng ta thấy là khởi đầu nó là một cái khử cực những cái tế bào thần kinh và những tế bào thần kinh điểm, và những cái sự khử cực này nó đưa đến một cái sự ức chế lan tỏa ở trên vỏ não bằng những cái sóng chậm ở dưới vỏ, và hậu quả của nó là đưa đến một cái sự thiếu máu lúc khởi đầu và sau đó là sự ứ máu. Và cái hiện tượng mà ức chế vỏ não lan tỏa thì nó gây ra những cái cơn ORA migraine. Ngoài ra thì nó còn có hoạt hóa cái hệ thống thần kinh thăm thoa mạch máu, và đặc biệt là cái nó thay đổi cái tính thấm hàng rào mạch máu não, và từ cái đó nó đưa đến tăng kích thích và tăng chức năng kết nối với một số vùng của vỏ não và tiểu não. Và cái giai đoạn mà quan trọng nhất tức là cái giai đoạn đau đầu, thì trong cái giai đoạn đau đầu chúng ta thấy là có nhiều cái neuropeptide nó được phóng thích ra, đặc biệt trong đó có những cái neuropeptide liên quan đến cái gen calcitonin. Thì cái này nó làm đưa đến dẫn đến một sự nhạy cảm của hệ thống thăm thoa mạch máu, trong đó có nhạy cảm trung ương và nhạy cảm ngoại vi. Và chính những cái sự nhạy cảm của hệ thống thần kinh thăm thoa mạch máu trung ương và ngoại vi thì nó góp phần gây nên triệu chứng đau và các triệu chứng khác trong cái giai đoạn đau đầu. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái giai đoạn đau đầu là cái giai đoạn quan trọng nhất. Thì chúng ta thấy rằng là nó là thứ nhất là cái sự kích hoạt của cái hệ thống thần kinh thăm thoa mạch máu, và sự kích hoạt hệ thống thăm thoa thần kinh mạch máu thì nó đưa đến cái hiện tượng đầu tiên là đau đầu. Cái thứ hai nữa là sự kích hoạt hệ thống thần kinh thăm thoa mạch máu nó làm cho phóng thích ra các cái peptide thần kinh liên quan đến cái gen calcitonin, và những cái này nó làm cho cái gây ra một cái hiện tượng người ta gọi là hiện tượng viêm nhiễm thần kinh, tức là hiện tượng giãn mạch rồi vân vân, hiện tượng thoát mạch. Và chính cái hiện tượng mà viêm nhiễm thần kinh này nó gây cho một cái hiện tượng người ta gọi là nhạy cảm, trong đó đầu tiên là nhạy cảm trung ương, hệ thống thần kinh thăm thoa mạch máu trung ương, và sau đó thì đưa đến cái hiện tượng nhạy cảm cái hệ thống thần kinh trung ương, và đưa đến một cái hiện tượng người ta gọi là cái nhạy cảm của vỏ não. Và sự nhạy cảm của vỏ não thì nó đưa lặp lại chúng ta một cái là cái hệ thống thăm thoa thần kinh mạch máu, và đưa đến một sự nhạy cảm và nó duy trì cái đau. Và sự nhạy cảm chúng ta thấy là nó còn liên quan đến một cái nữa là nó gây cho chúng ta thấy một cái phản hồi, một cái con đường người ta gọi là con đường lý tâm từ vỏ não đi xuống, và chính cái con đường lý tâm này nó đưa đến cho chúng ta một cái hiện tượng đó là tăng cái tín hiệu đau và góp phần vào những cái triệu chứng migraine như là sợ ánh sáng, sợ tiếng động, vân vân. Cái đó là cái cơ chế mà sự nhạy cảm trung ương. Thì đây cái hình này chúng ta thấy là giai đoạn thứ tư nữa là giai đoạn sau cơn. Thì chúng ta thấy là cái giai đoạn sau cơn thì các cái triệu chứng nó tương tự như là giai đoạn tiền triệu. Thì hiện nay thì cái cơ chế về sinh lý bệnh người ta cũng chưa hiểu chắc chắn rõ ràng được cái giai đoạn sau cơn. Và ngoài ra thì chúng ta thấy là có cái giai đoạn nữa là giai đoạn giữa cơn. Thì trong cái giai đoạn giữa cơn chúng ta thấy là một số các cái vùng của não được kích hoạt bất thường sau cơn, tức là như là ở khứu giác, não giữa và vùng giữa đoạn, tức là nghĩa là sau cái cơn giữa các cái cơn tấn công. Thì người ta cũng thấy là ở những người migraine thì có những cái sự bất thường về những cái vùng ở khứu giác, vùng não giữa và vùng giữa đoạn, vân vân. Ở đây thì chúng ta thấy là trên cái sơ đồ này chúng ta thấy là khi kích hoạt hệ thống thần kinh thăm thoa mạch máu thì chúng ta thấy là ở đây là kích hoạt thăm thoa mạch máu, và đặc biệt là cái sự phóng thích các cái neuropeptide calcitonin liên quan đến cái gen calcitonin, thì ở đây nó làm kích thích nhiều lần thì nó đưa đến sự hoạt hóa ngoại biên, và sự hoạt hóa ngoại biên ở đây là con đường người ta gọi là con đường hướng tâm, đường hướng tâm. Và sự kích thích nhiều lần nó đưa đến sự nhạy cảm ngoại biên, và sự nhạy cảm ngoại biên nó dẫn đến sự nhạy cảm trung ương. Và khi sự nhạy cảm trung ương thì chúng ta thấy rằng nó có một cái cơ chế, tức là nó hình thành một cái đường điều chỉnh, người ta gọi là cái điều chỉnh lý tâm, tức là hình thành một cái đường người ta gọi là cái đường lý tâm từ vỏ não đi xuống. Và con đường lý tâm này, đây là một mạng lưới mà nó điều chỉnh, nó ủng hộ được những cái giảm hay là điều chỉnh về những cái cảm giác đau, tăng hay là duy trì cảm giác đau, vân vân. Đây là con đường người ta gọi là hệ thống cái điều chỉnh và lý tâm sau khi có cái sự nhạy cảm của trung ương.
Và khi nói đến cái cơ chế sinh lý bệnh của cái migraine thì người ta phải nói đến cái các cái neuropeptide nó góp phần đau và nhạy cảm. Khi hệ thống cái thần kinh tam thoa mạch máu mà được hoạt hóa thì nó tiết ra những cái neuropeptide, và những cái neuropeptide này nó gây cho chúng ta những cái triệu chứng như là đau đầu và xuất hiện. Vì về cái thí nghiệm thì người ta thấy rằng là những cái neuropeptide này nó xuất hiện ở những cái vùng mà liên quan đến migraine, đặc biệt là sau khi hết cơn migraine thì nó trở về cái bình thường. Và hiện nay thì người ta đã có một cái sự đồng thuận, tức là người ta chấp nhận những cái điều trị ức chế những cái thụ thể, những cái neuropeptide calcitonin mà cái những neuropeptide mà cái nguồn gốc từ cái gen calcitonin thì nó làm giảm những cơn nhức đầu. Và cái vai trò của serotonin trong migraine thì hiện nay cái vai trò của serotonin trong cái migraine thì người ta cũng chưa hiểu biết rõ về cơ chế, nhưng mà người ta thấy rằng những cái chất đồng vận, tức là những cái agonist của cái calcitonin, của cái serotonin thì nó làm giảm cái cơn migraine, đặc biệt là cái triptan. Người ta phải nói đến là cái triptan, thì cái triptan nó là một chất đồng vận với cái serotonin, và người ta thấy rằng cái triptan thì nó giảm. Hay là những cái thuốc mà gần đây chúng ta biết là cái ergotamin, diethylergotamin, tất tất là cũng là một cái chất đồng vận với cái serotonin. Và cái cụ thể là gần đây người ta thấy là những cái nhóm ức chế ba vòng thì cái đó là cái ức chế của cái serotonin, từ tái hấp thu của cái serotonin, của cái serotonin thì chúng ta thấy rằng nó giảm giảm cái đâu. Nhưng mà ngược lại thì người ta thấy rằng những cái chất mà ức chế cái sự chọn lọc, có chọn lọc của cái serotonin như là những cái nhóm khác thì chúng ta thấy rằng nó không có giảm cơn đau. Mà ngược lại những cái nhóm mà ức chế noradrenaline và serotonin thì nó lại ngược lại làm giảm. Thí dụ như chúng ta dùng cái amitriptyline ức chế ba vòng, hoặc là chúng ta dùng những cái chất mà ức chế từ hấp thu của noradrenaline và serotonin thì nó giảm, như là venlafaxine thì nó giảm. Còn những chất khác, thí dụ chúng ta dùng Zoloft rồi thì lại nó không giảm. Về điều trị migraine thì hiện nay cái sự đồng thuận trong điều trị migraine thì chúng ta thấy rằng là nó có một sự đồng thuận, tức là đây là đồng thuận chung và gần của các chuyên gia. Thì có mấy cái điểm chính. Thứ nhất là cái điều trị dựa trên cái cơ sở của người bệnh, chúng ta thấy rằng là ưu tiên trên cơ sở người bệnh. Chúng ta không có một cái phác đồ riêng cụ thể mà tùy theo từng trường hợp mà chúng ta sẽ có những cái phác đồ cụ thể. Thứ hai nữa là với những cái phát triển những cái thuốc mới thì chúng ta nên cần thiết là chúng ta nên cập nhật để điều trị trong phòng ngừa. Và cái sự đồng thuận thứ ba đó là về cái hiệu quả và chi phí, tức là chúng ta cố gắng làm sao mà điều trị hiệu quả nhưng mà giảm được cái chi phí, chứ chúng ta không có điều trị tức là nâng cái chi phí cao quá. Thì đó là ba cái sự đồng thuận chung trong cái phương pháp về điều trị. Và hiện nay thì chúng ta thấy rằng là cái Hiệp hội Đau đầu Hoa Kỳ đã cho chúng ta những cái thông số với lâm sàng để bắt đầu điều trị một cái phương pháp điều trị cấp tính và phòng ngừa mới. Chúng ta dựa vào những cái đồng thuận, cái đó là cái cơ sở mà để cho chúng ta điều trị cấp cũng như là điều trị mãn tính trong cái migraine. Về thứ nhất là trong cái điều trị phòng ngừa thì chúng ta biết rằng là cái migraine đây là một cái rối loạn cơn, do đó mà chúng ta còn phải điều trị phòng ngừa. Thì nó có rất là nhiều cái mục tiêu đưa ra, nhưng mà trong đó tôi thấy là có mấy cái mục tiêu mà chúng ta cần phải lưu ý, tức là mục tiêu của chúng ta là giảm cái tần số tấn công, giảm mức độ nghiêm trọng cũng như là giảm cái thời gian bất lực. Và cái mục tiêu thứ hai mà tôi thấy rất là tâm đắc, tức là cải thiện những khả năng đáp ứng và tránh leo thang để sử dụng những cái liều mà giảm đau, những cái điều trị mà nó gọi là cấp tiếp theo. Ví dụ như là chúng ta có thể là cái cơn tấn công đầu tiên chúng ta có thể dùng một viên thuốc giảm đau, nhưng mà những cái cơn tấn công nếu chúng ta điều trị phòng ngừa thì những cơn tấn công mà tiếp theo thì chúng ta có thể dùng ít hơn, chứ chúng ta không tránh cái leo thang phải dùng 2 viên nó mới giảm. Thì cái đó là tôi thấy là cái mục tiêu phòng ngừa là tốt nhất. Từ cái chỗ đó chúng ta thấy là chỉ định phòng ngừa thì chúng ta thấy là về cái thời gian mà để mà điều trị phòng ngừa thì nó không thay đổi, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái điều trị phòng ngừa khi những cái tình huống như sau. Thứ nhất là cái cơn xảy ra đáng kể hàng ngày mặc dù chúng ta điều trị cấp tính, tức là chúng ta sau khi chúng ta điều trị cấp tính rồi thì chúng ta thấy là cái cơn nó vẫn còn tiếp tục xảy ra hàng ngày thì chúng ta nên điều trị cấp ngừa. Thứ hai nữa là
những trường hợp là chống chỉ định, thí dụ như là điều trị thất bại hoặc là lạm dụng các phương pháp điều trị cấp tính với sử dụng quá mức, thì chúng ta dùng quá mức, thí dụ như là cái này chúng ta thấy thường đã gặp, tức là chúng ta điều trị những cái thuốc như là giảm đau, tức là để cắt cơn như là Eco, chích tăng hoặc là những cái opioid mà chúng ta dùng trên 10 ngày, thì chúng ta thấy là những cái trường hợp đó là chúng ta gọi là lạm dụng thuốc, do đó mà chúng ta tránh cái dùng những cái đó. Thứ hai nữa là dùng những cái thuốc giảm đau thông thường nhưng mà chúng ta dùng trên 15 ngày, thì những trường hợp đó là ta đã gọi là sử dụng thuốc quá mức, thì những trường hợp đó thì chúng ta nên chuyển qua cái điều trị ngừa. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là trong cái điều kiện của Việt Nam, chúng ta thấy đa số là người bệnh tự mua thuốc uống và cái tự điều trị, do đó mà chúng ta thấy là cái việc mà dùng trên 15 ngày trở lên mỗi tháng với những thuốc giảm đau như acetaminophen hay là những thuốc giảm đau mà non opioid vân vân, thì chúng ta thấy là cái rất nhiều, do đó mà cái phải nói là cái tình trạng mà lạm dụng thuốc chúng ta thấy là rất là nhiều ở Việt Nam chúng ta, và ngay cả các thầy thuốc chúng ta cũng thường chúng ta cũng gặp phải những cái trường hợp mà chúng ta trao thuốc để đưa đến cái ta gọi là cái quá mức. Và cái chỉ định điều trị phòng ngừa chúng ta nữa là tác dụng mong muốn với điều trị cấp tính, tức là tác dụng không mong muốn, tức là có xảy ra những cái hiện tượng mà nó gọi là tác dụng ngoài ý muốn. Và cái cuối cùng nữa là cái bệnh nhân ưa thích, thì cái đó là những cái chỉ định điều trị phòng ngừa. Có nhiều đồng nghiệp hỏi là tất cả các cái bệnh migraine thì chúng ta phải điều trị phòng ngừa hay là trường hợp nào, thì chúng ta thấy rằng là cũng có một số bệnh, thí dụ như là chúng tôi thấy rằng thí dụ như bệnh nhân đau một năm một lần hai lần thì chúng ta chắc lẽ là tôi nghĩ cũng không nên phòng ngừa, do đó mà cái cơn xảy ra đáng kể phòng ngừa. Và một số trường hợp nữa, mặc dù nó hiếm xảy ra cái cơn nó thưa nhưng mà chúng ta cũng chỉ định phòng ngừa, đó là những cái trường hợp mà migraine như là migraine liệt nửa người, migraine có aura thân não, migraine kéo dài vân vân, và ngay cả khi có cơn rất thấp, ví dụ một năm nó có hai ba cơn, thì cái này người ta cũng khuyến cáo chúng ta cũng nên điều trị phòng ngừa. Đây là cái tiêu chuẩn để mà xác định để mà bệnh nhân chúng ta nên điều trị phòng ngừa. Thì thường thường là bệnh nhân có chúng ta có 6 cơn hay nhiều hơn, và tình trạng bất lực đòi hỏi thì chúng ta không có, hoặc là 4 cơn hoặc nhiều hơn mà có một ít bất lực, thì chúng ta thấy là có một cái ví dụ như là đau đầu mà không làm gì được hết, làm nghỉ, hoặc là 3 cơn mình những cái bất lực nặng, tình trạng bất lực nặng đây, và chúng ta xem xét có điều trị phòng ngừa từ 4 đến 5 cơn hay là 3 cơn 2 cơn tùy theo cái mức độ mà bất lực, tức là cái đau đầu mà không làm việc gì mức độ, cái đây là chúng ta tính theo cái thang điểm MIDAS, tức là cái migraine bất lực. Và đây là cái kế hoạch của các cái chuyên gia trong cái điều xây dựng kế hoạch điều trị phòng ngừa, và những cái kế hoạch này được cái sự đồng thuận, thì trong đó thì có 5 điểm mà chúng ta để ý ở đây. Thứ nhất là cái điều trị trên cơ sở bằng chứng, cái này là cái hầu hết được cái sự đồng thuận, và chúng ta bắt đầu liều lượng thấp và tăng dần lên, và chúng ta nên đưa ra một cái điều trị đầy đủ, tức là điều trị phòng ngừa đầy đủ, và tối ưu hóa lựa chọn thuốc cũng như là chúng ta cái tuân thủ điều trị. Thì đây tức là chúng ta thấy rằng là cái sự đồng thuận chung của trong cái điều trị, tức là chúng ta phải điều trị dựa trên những cái bằng chứng. Thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta có sẵn những cái dựa trên bằng chứng để đưa ra rồi, thì chúng ta cứ như thế mà làm theo, tại vì nó có một cái sự đồng thuận của hầu hết các cái chuyên gia. Thứ nhất là trong cái điều trị phòng ngừa thì cái nhóm thứ nhất là cái nhóm thuốc chống động kinh, thì trong đó cái nhóm chống động kinh chúng ta thấy là cái divanroat hay là vanroat sodium cũng như là topiramat, đây là cái nhóm mà được cái sự đồng thuận chung trong cái nhóm động kinh, cũng như trong cái nhóm chạng beta thì người ta dùng metoprolol, pranolol hoặc timolol. Đặc biệt trong này thì chúng ta thấy là trong những cái migraine mà kinh nguyệt ngắn hạn thì người ta có đưa ra trong cái nhóm chức tăng, riêng trong cái nhóm này thì chỉ dùng trong chức tăng ngắn hạn thôi, trong cái phòng ngừa thì người ta cũng ít dùng đến cái nhóm là chức tăng. Và các thuốc phòng ngừa khác người ta cũng được khuyến cáo, trong đó có cái nhóm amitriptyline, đây là cái nhóm mà ức chế sự cái hấp thu serotonin mà không chọn lọc, và cái nhóm venlafaxine, tức là trong cái nhóm mà người ta gọi là ức chế sự hấp thu của noradrenaline và serotonin, và những cái thuốc dạng beta như là atenolol, nadolol cũng được
cũng như là trong những nhóm ức chế thụ thể angiotensin, vân vân. Đây là cái bằng chứng mà của các cái chuyên gia đồng thuận trong những cái thuốc phòng ngừa. Chúng ta thấy là những cái thuốc mà được thiết lập hiệu quả thì trong cái nhóm đó là cái nhóm chống động kinh. Thuốc chống động kinh thì chúng ta có một cái Vanroas, trong đó có Vanroas hoặc là Tobamac. Những nhóm khác thì chúng ta thấy là không có được cái thiết lập. Trong cái nhóm mà ức chế beta thì chúng ta thấy là trong cái nhóm đó thì gồm có cái metoprolol, rodanolol, timolol. Trong cái nhóm đặc biệt ở đây thì nó có khuyến cáo thêm là trong cái triptan thì có cái rovatriptan. Chỉ có rovatriptan thôi, chứ còn những cái nhóm triptan khác thì không có được khuyến cáo trong cái điều trị phòng ngừa. Và cái nhóm này chỉ là phòng ngừa ngắn hạn thôi, là trong cái migraine mà chu kỳ kinh. Và đặc biệt là người ta có nói đến cái botidinum, cái A trong phòng ngừa. Hiện nay thì người ta đưa đến cái này trong phòng ngừa mãn tính, tức là cơn migraine mãn tính, hơn là những phòng ngừa những cái cơn migraine. Và cái phòng ngừa mà nó có lẽ có hiệu quả là chúng ta dùng trong cái nhóm chống trầm cảm như amitriptyline, vancomycin v.v. và beta blockan. Còn cái nhóm có thể trong này, cái nhóm là ức chế men chuyển nè vân vân, hay là những cái thuốc mà chống động kinh trong cái nhóm là carbamazepine, thì nó đưa vào cái nhóm mà có thể thôi, vân vân. Đây là những cái nhóm mà chúng ta gọi là có thể. Và đa số những cái sự đồng thuận chúng ta nên bắt đầu cái liều thấp và chúng ta tăng dần lên, tăng dần lên, thì cái này là cái sự đồng thuận chung chúng ta, tức là có thể là duy trì từ cái liều thấp chúng ta tăng dần lên. Và nếu mà chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta tăng cái dần lên cái liều mà tối ưu tối đa rồi mà nó không có tác dụng thì chúng ta có thể là đổi qua một cái nhóm khác, là một cái nhóm thuốc khác. Thí dụ như chúng ta dùng cái ức chế beta mà chúng ta thấy tăng cái liều tối đa rồi đến mức mà nó không đáp ứng đến cái đích rồi, đến cái liều đích rồi mà không đáp ứng, thì chúng ta có thể đổi qua một cái nhóm khác. Và thường thường là người ta cũng khuyên chúng ta nên đặt những cái liều ban đầu, liều đích ban đầu. Thí dụ như Tobamac chúng ta có thể đặt cái tùy theo chúng ta có thể đặt cái đích, thí dụ 100, 200, và chúng ta khuyên bệnh nhân nên đặt những cái đích tùy theo những cái trường hợp cụ thể, những bệnh nhân cụ thể mà chúng ta dùng. Về điều trị đầy đủ thì cái này là chúng ta nên điều trị phòng ngừa thời gian, thì hầu hết các cái đồng thuận đều chúng ta đồng ý rằng là cái thời gian chúng ta rất là quan trọng. Ít nhất là chúng ta điều trị là 8 tuần, thời gian chúng mỗi lần điều trị là 8 tuần. Hay nói cách khác là chúng ta điều trị ít nhất là 2 tháng hoặc 3 tháng trở lên thì chúng ta mới cũng nói là có đáp ứng hay không đáp ứng. Có nhiều khi chúng ta điều trị 1 tháng, 2 tháng, nhất là người bệnh chúng ta thế 1 tháng, 2 tháng rồi không đáp ứng rồi bỏ thuốc. Thì cái này chúng ta cũng thường thường gặp lắm. Do đó mà trước khi chúng ta xác định có hiệu quả hay không hiệu quả trong phòng thử, trong cái phòng ngừa, thì tối thiểu chúng ta phải điều trị là 8 tuần, tức là 2 tháng trở lên. Và nếu mà không có đáp ứng thì chúng ta trong sau 8 tuần thì chúng ta mới có đổi qua những cái thuốc khác. Và đặc biệt lần này thì cái khuyến cáo cũng đồng thuận cũng khiến chúng ta rằng là có một số thuốc nó vẫn có lợi ích, tức là nó tích lũy, tức là nó cần dùng lâu ngày hơn thì nó tích lũy, và chúng ta khuyên mặc dù nó không có tác dụng trong vòng 2 tháng hoặc 3 tháng nhưng mà thời gian kéo dài hơn nó có thể tác dụng. Do đó mà chúng ta cũng khuyên người bệnh nên tiếp tục dùng những cái thuốc để dựa vào những cái lợi ích do cái hiệu quả tích lũy của nó, chứ không phải là chúng ta qua 3 tuần, qua 8 tuần hoặc là hơn thì chúng ta ngưng. Thì đó là cái khuyến cáo người ta có đồng thuận. Và có một cái vấn đề mà chúng tôi thấy là thường thường là người ta cũng hay hỏi chúng ta, các thầy thuốc hoặc là các đồng nghiệp hoặc là người bệnh nhân hết, khi nào thì ngưng cái điều trị dự phòng. Thì trong một đợt điều trị dự phòng chúng ta biết rằng là ít nhất chúng ta là phải là 8 tuần, thì trong trung bình là từ 2 đến 3 tháng. Thì chúng ta biết rằng là migraine có thể cải thiện độc lập với việc điều trị. Nhiều bệnh nhân chúng ta thấy rằng là có thể là thuyên giảm, nó vẫn, tức là cái triệu chứng nó có cái giảm đi. Và chúng ta dùng với cái liều thấp hoặc là ngưng thuốc, nó cái khác là nó cũng có thể là nó tự giảm, nó tự thuyên giảm, và chúng ta dùng liều thuốc. Do đó mà sau khi kiểm soát được, thiết lập, chúng ta có thể ngưng giảm thuốc hoặc là ngưng. Nhưng mà cái ngưng thuốc hay là quyết định, chúng ta phải là có sự quyết định giữa người bàn bạc giữa bệnh nhân và người thầy thuốc. Ví dụ như là người ta có thể chịu đựng được
với cái cơn đó, hoặc là trong cái cơn tái phát dùng điều trị cấp thì người ta có thể là dùng với cái liều thuốc ít hơn, thì chúng ta có thể là bàn bạc thỏa thuận giữa cái bệnh nhân và người thầy thuốc. Có một điểm nữa chúng ta cần lưu ý là chúng ta ngừng sớm. Nếu chúng ta không có điều trị, không có đủ cái thời gian thì chúng ta thấy có thể là làm trầm trọng, và ngay cả chúng ta tiếp tục điều trị trở lại với cái liều mà chúng ta có hiệu quả như trước kia. Tức là liều trước kia chúng ta điều trị tốt rồi, bây giờ chúng ta điều trị trở lại cái liều đó thì nó cũng không có hiệu quả. Thì đó là cái mà người ta đồng thuận. Và cái đồng thuận thứ nhất, cái đồng thuận thứ tư là người ta tối ưu hóa cái sự lựa chọn thuốc. Thì cái này chúng ta biết rằng là cái sự lựa chọn thuốc thì trên cơ sở bằng chứng hiệu quả, kinh nghiệm của nhà cung cấp, tức là dựa trên những cái khuyến cáo của nhà cung cấp và cái khả năng chịu đựng ưa thích của bệnh nhân cũng như là cái phân loại đau đầu. Thì chúng tôi thấy rằng là trong cái này thì cái tối ưu hóa thì chúng tôi thấy có một cái mà rất là thâm đắc, tức là những cái thuốc có hiệu quả đối với tình trạng bệnh nhân đi kèm. Thí dụ như bệnh nhân mất ngủ thì chúng ta có thể dùng cái nhóm mà ức chế ba vòng, tức là mesylin, thì chúng ta thấy là rất hiệu quả. Hoặc là bệnh nhân mà dùng những cái thuốc mà chống động kinh, mà tăng dùng thuốc mà chống rối loạn lo âu mà tăng cân, thì chúng ta có thể dùng những cái nhóm như là cái Tobamac vân vân. Hoặc là bệnh nhân có động kinh thì chúng ta dùng những cái nhóm thuốc động kinh. Thì cái này chúng ta thấy là những thuốc có hiệu quả đối với tình trạng bệnh đi kèm. Thì tôi thấy là cái này rất là tâm đắc. Do đó mà những cái mà chúng ta thấy rằng cái tối ưu hóa, ngoài ra những cái đặc điểm đó thôi. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên thận trọng những trường hợp migraine mãn hoặc là thất bại điều trị. Tức là những cái trường hợp mà chúng ta điều trị thất bại migraine mãn thì chúng ta phải rất là cân nhắc. Thì vì những cái này rất là những cái thuốc mà để nó dung nạp được thì nó rất là ít. Và một điểm nữa là cái tuân thủ điều trị. Chúng ta thấy là hầu hết là tuân thủ điều trị, chúng ta điều trị phòng ngừa nó đòi hỏi cái thời gian. Do đó mà chúng ta thấy là cái tuân thủ điều trị trong cái điều trị migraine chúng ta thấy là rất là kém, rất là kém. Một cái nghiên cứu cho thấy là chúng ta thấy là chỉ có 29% sau 6 tháng và 17-20% sau 12 tháng. Tức là càng điều trị càng dài thì cái sự tuân thủ nó càng ít hơn. Và đặc biệt là cái sự tuân thủ mà chúng tôi thấy rất là tâm đắc, đó là cái kỳ vọng điều trị cho chúng ta phải cho người bệnh biết được cái kỳ vọng điều trị. Chúng ta thí dụ như là trong cái điều trị migraine chúng ta nói là điều trị sẽ khỏi, nhưng mà thực sự chúng ta thấy là chúng ta điều trị những bệnh nhân vẫn còn đau hay đau đầu hay là còn rất còn mệt mỏi, còn khó chịu vân vân, mà chúng ta thấy là chính cái chỗ đó hoặc là những tác dụng phụ, và chính cái bệnh nhân không biết được những cái hiệu quả của điều trị migraine là đến cỡ nào, đến bao nhiêu phần trăm, giảm bao nhiêu phần trăm, và chính cái chỗ đó là đưa đến cái sự không tuân thủ của bệnh nhân. Theo tôi nghĩ là chúng ta khi mà điều trị cho người bệnh thì chúng ta cũng nên giải thích cái hiệu quả của cái thuốc điều trị chúng ta không nên nói là chúng ta sẽ điều trị sẽ hết khỏi là 100%. Và thực ra thì chúng ta thấy là cái này là sự đồng thuận chung là chúng ta có thể thành công trong điều trị phòng ngừa, tức là chúng ta chỉ cần điều trị là giảm 5% là được rồi, hoặc là giảm cái đáng kể cái thời gian xác định bởi bệnh nhân. Và thí dụ như là chúng ta nói là cái này cũng gọi là giảm rồi, thí dụ như là lần khi có cái cơn tái phát thì bệnh nhân uống một viên thuốc giảm đau, bây giờ uống nửa viên thuốc giảm đau thì cái đó cũng là một cái thành công, cũng là cái thành công thôi, để cho người bệnh biết. Và chính cái chỗ đó mà mới là đưa đến dẫn đến người bệnh có cái tuân thủ, còn không là người bệnh lại không có tuân thủ trong cái điều trị chúng ta, đó là chúng ta thấy thực tế. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phát triển những cái điều trị phòng ngừa và cái đường tiêm chích. Thì cái này là có cái sự đồng thuận của các cái chuyên gia. Đến năm 2018 thì chúng ta thấy hiện nay là có cái 4 cái liệu pháp phòng ngừa cho cái tiêm chích cho migraine ở thị trường Hoa Kỳ. Thì chúng ta thấy rằng trong đó có cái botulinum toxin A và 3 cái kháng thể đơn dòng. Thì cái này là cái đến nay. Nhưng mà hiện nay thì cái botulinum toxin A thì người ta không có phòng ngừa trong cái migraine cơn, và người ta chuyển qua cái phòng ngừa những cái migraine mà migraine mãn nhiều hơn. Về chuẩn lựa phòng ngừa thì cái này chúng tôi cái hiện nay những cái nhóm mà thuốc mới hay là nói cách khác là những nhóm thuốc phòng ngừa mà chích, thì cái kết luận về an toàn lâu dài sẽ đòi hỏi chúng ta thấy là những cái nghiên cứu về lâm sàng từ việc sử dụng trong cái thuốc, tức là đòi hỏi chúng ta cần phải nghiên cứu tiếp để trả lời những cái nhóm mà phòng ngừa mà cái nhóm mà dạng chích
và hiện nay được sự đồng thuận ở Mỹ. Trong đó thì có các cái nhóm mà chúng ta gọi là cái kháng thể mà đơn dòng. Về điều trị migraine cấp thì chúng ta biết rằng là cái migraine cấp, tức là hay là còn gọi là điều trị cắt cơn, hay là cái ta còn gọi là điều trị về triệu chứng, thì cái mục tiêu của chúng ta là nhanh chóng làm cho bớt và lâu dài bớt cái đau đầu cũng như các triệu chứng liên quan đến tái phát, phục hồi chức năng của đầu. Do đó mà chúng ta thấy rằng là cái chỉ định trong cái điều trị cấp tính là gần như là tất cả các bệnh nhân đều có đều có cái chỉ định là điều trị cấp. Và trong cái điều trị cấp thì một số cái nguyên tắc sau đây chúng ta cần phải lưu ý, tại vì đây là những cái sự đồng thuận chung của các cái chuyên gia. Thứ nhất là chúng ta xây dựng cái kế hoạch điều trị, thì thường thường là thứ hết là sử dụng thuốc thì chúng ta nên sử dụng trên cái cơ sở, tức là trên cái y học về bằng chứng, tức là trên cái cơ sở bằng chứng. Thì trong đó chúng ta thấy là có hai cái nhóm mà chúng ta thường dùng, tức là những cái thuốc mà giảm đau, thường trong đó thì gồm có cái NSAIDs, tức là cái nhóm mà kháng viêm non corticoid, thì bao gồm cả aspirin và những cái thuốc giảm đau không có cái opioid, và hoặc là những cái nhóm acetaminophen kết hợp với thuốc giảm đau như caffeine. Những nhóm này thì chúng ta dùng trong những cái cơn nhẹ đến những cái cơn trung bình, và trong những trường hợp có những cái cơn mà nặng, cơn vừa hoặc nặng, thì chúng ta dùng cái chất tăng dihydroergotamine. Thì cái này là cái cơ chế tác dụng, đây là cái cơ chế tác dụng là nó là một cái đồng vận agonist với cái serotonin đã chất tăng và cả cái dihydroergotamine. Ở đây thì có một cái mà người ta cũng đồng thuận và cũng khuyên chúng ta nên là chúng ta không nên dùng cái opioid và barbiturate để điều trị cấp tính trong cái dự phòng migraine. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta thấy là cái phổ biến ở Việt Nam chúng ta thì hiện nay rất là nhiều, tức là chúng ta dùng cái nhóm mà tramadol, và thấy cái đó là chúng ta dùng rất nhiều. Tại vì hiện nay cái sự đồng thuận chung là chúng ta sử dụng cái opioid có thể gây ra migraine mãn tính hàng ngày và gây trở ngại cho chúng ta điều trị dự phòng. Và hiện nay chúng ta thấy là cái này chúng ta hiện nay dùng rất là nhiều. Và có một cái đồng thuận nữa là cái điều trị cắt cơn thường thường là hiệu quả khi mà chúng ta điều trị sớm trong cái giai đoạn đầu. Chúng ta nên điều trị tức là sớm. Và thứ nhất là người ta cũng khuyên chúng ta nên dùng cái một liều duy nhất. Liều duy nhất tốt hơn là các liều nhỏ lặp đi lặp lại, chúng ta nên dùng một cái liều lớn. Và vì chúng ta thấy là có một số thuốc nó không hiệu quả do cái ứ dịch vị, tức là do cái migraine, tức là migraine nó làm cho những cái cơn đau migraine nó làm cho ứ dịch vị, và một số thuốc thì nó không hấp thu được và nó làm giảm bớt cái tác dụng. Thì cái này chúng ta cũng cần phải lưu ý. Thì đây là cái đánh giá về cái điều trị của migraine cấp. Thì chúng ta thấy rằng là những cái hiệu quả mà được thiết lập, thì trong đó chúng ta dùng cái nhóm thứ nhất là cái nhóm mà chất tăng và cái nhóm ergotamine. Và cái thứ hai nữa là chúng ta dùng cái nhóm kháng viêm trong corticoid, trong đó có aspirin, diclofenac, ibuprofen, đặc biệt là cái naproxen, cái này là cái nhóm. Và cái opioid thì chúng ta thấy là cái nhóm này thì chúng ta thấy là hiện nay thì người ta khuyên, tức là chúng ta không dùng trong cái điều trị cấp. Và cái nhóm có thể thì chúng ta thấy là những cái nhóm có thể thì rất là nhiều. Xin bác sĩ tập trung quá giờ rồi. Chọn thuốc không qua đường uống cho buồn nôn hoặc là nôn nghiêm trọng thì thường chúng ta thấy là những cái thuốc mà chúng ta không dùng qua đường uống thì thường là chúng ta dùng, thứ nhất là những cái trường hợp nặng và có những cái cơn đau đầu sớm, hoặc là bệnh nhân có những cái triệu chứng nôn, buồn nôn nghiêm trọng thì chúng ta sẽ dùng. Thì trong đó có những thuốc như là sumatriptan, là những cái thuốc chúng ta có thể là tiêm dưới da đi liều 3, 4 hoặc 6, hoặc là chúng ta dùng cái nhóm mà là ketorolac vân vân, hoặc là nhóm dihydroergotamine. Ngoài ra thì trong cái nhóm này thì chúng ta thấy là có cái nhóm mà chống nôn nữa. Nhưng chống nôn thì ngồi chống nôn, tức là ngồi cái tác dụng mà ức chế cái dopamine, thì nó còn có cái tác dụng nữa là chúng ta thấy là giảm đau chứ không phải chống nôn. Thì trong cái nhóm đó thì thường là cái nhóm như là metoclopramide này, hoặc là nhóm chlorpromazine. Cái nhóm này tức là vừa cái tác dụng chống nôn trên cơ chế, tức là cái ức chế cái thụ thể, dopamine. Và sự tính toán trên những vấn đề dung nạp thì cái này chúng ta biết rồi.
chẳng hạn như là bệnh nhân mà chúng ta dùng NSAID cho những bệnh nhân mà có đường tiêu hóa, hoặc là chúng ta dùng những cái tiếp tăng ergotamine cho những bệnh nhân có bệnh lý về tim mạch, hoặc là những cái bệnh lý về tăng huyết áp rồi vân vân. Đó là những yếu tố nguy cơ khác, thì cái đây là chúng ta nên tính toán cho các vấn đề mà về dung nạp an toàn, cũng như là chúng ta biết rằng là những cái bệnh nhân migraine thì nó có thể là có những cái, nhất là những ở những cái đau đầu mà mức độ từ nặng đến trung bình, thì chúng ta có thể là bệnh nhân phải tự thực hiện cấp cứu, thì do đó mà chúng ta cũng có thể là gọi là điều trị ngoại trú đó. Chúng ta cũng có thể là cân nhắc để cấp thuốc cho những bệnh nhân trong những điều trị cấp cấp cứu, tự điều trị cấp cứu, thì trong đó có cái nhóm sumatriptan hoặc là ergotamine, tức là cái nhóm này cho phép chúng ta được điều trị ngoại trú, được điều trị ngoại trú và tránh lạm dụng thuốc. Thì cái này là cái mà chúng ta thường thường gặp nè. Thường thường là người ta khuyên chúng ta khi mà chúng ta điều trị thì chúng ta nên hướng dẫn người bệnh điều trị trung bình 2 ngày đau đầu mỗi tuần. Chúng ta tránh vượt quá cái giới hạn này vì có thể là đề nghị được chuyển qua cái điều trị dự phòng, chúng ta không có điều trị cấp. Và cái này chúng ta thấy là cái đây cái lỗi này chúng ta gặp rất là nhiều, nhất là chúng ta điều trị cấp, tức là điều trị nhóm, tức là đặc biệt là trong điều trị cái nhóm thuốc giảm đau thông thường, hoặc là nhóm thuốc đặc hiệu như là triptan hoặc là ergotamine, thì chúng ta thấy là trong cái nhóm mà triptan thì chúng ta thấy là ergotamine thì chúng ta không dùng quá 10 ngày, mà chúng ta thấy là dùng 10 ngày thì rất là nhiều. Còn cái nhóm giảm đau thông thường, ví dụ như NSAID hoặc là nhóm acetaminophen không quá 15 ngày, thì chúng ta thấy chúng ta dùng quá 15 ngày. Do đó mà người tránh làm dùng thuốc thì người ta khuyên chúng ta điều trị trung bình là 2 ngày đầu, 2 ngày đau đầu thôi, tức là điều trị 2 ngày trở lên trong mỗi tuần. Cái đó là cái mà chúng ta thường gặp phải. Cái đây là những cái tiêu chuẩn đau đầu để làm dùng thuốc mà chúng ta thấy là hiện nay thì cái đau đầu mà migraine chúng ta thấy là do cái điều trị và sẽ chuyển qua cái đau đầu mà do làm dùng thuốc và chuyển ra cái đau đầu mãn tính hàng ngày, chúng ta thấy rất là nhiều. Và các thuốc mới hiện nay thì chúng ta thấy là các thuốc mới trong cái tác dụng migraine cấp tính, thì trong đó có cái nhóm, tức là cái nhóm mà nó gọi là chống antagonist, tức là cái đối vận với cái thụ thể neuropeptide, tức là những cái peptide thần kinh mà liên quan đến cái gen calcitonin phân tử nhỏ. Thì trong cái nhóm đó hiện nay thì có nhóm đó thì có hai thứ thuốc mà người ta đang dùng dài, tức là uproleselan và cái rimegeban, thì hai cái thuốc đó. Và đặc biệt là một cái nhóm nữa người ta cũng dùng hiện nay nữa là nhóm thuốc mới, tức là cái nhóm mà đồng vận với thụ thể serotonin, tức là cái nhóm lamivudine. Thì cái nhóm này là nó có tác dụng đặc biệt, ưu điểm là nó không co mạch, tức là nó khác với cái nhóm tiếp tăng và cái những cái dẫn xuất của ergotamine, thì cái nhóm này nó không có mạch. Do đó mà chúng ta có thể là chỉ định trong những cái bệnh nhân mà có cái bệnh lý về mạch máu, bệnh lý về tim mạch vân vân. Tuy nhiên thì các chất nhân mới sẽ tốn kém hơn cho các chương trình bảo hiểm y tế. Do đó mà chúng ta thấy là chúng ta phải cân nhắc. Nhưng mà ở đây thì cái những cái nhóm mà kháng thụ thể cái nó mang lại hứa hẹn và trong điều trị trong cái migraine tương lai, chúng ta thấy là cái lượng. Thì trong điều trị phòng ngừa thì ở đây chúng ta thấy có mấy điểm như này, tức là những bệnh nhân có những cái cơn nghiêm trọng hoặc là những cái đau đầu bất lực, tức là đau đầu không làm việc được, hoặc là những cơn thường xuyên hoặc không đáp ứng với cái điều trị cấp, tức là chúng ta điều trị triệu chứng không giảm, thì đây là những cái mà bệnh nhân có cái chỉ định trong cái điều trị phòng ngừa. Và chúng ta quyết định điều trị thì nên dựa trên những cái tần suất của các cơn, số ngày trung bình đau đầu. Và việc lựa chọn thì chúng ta nên lựa chọn trên những cái bằng chứng, tức là nói chung là chúng ta nên lựa chọn thuốc trên những cái sự đồng thuận, và đặc biệt là chúng ta nên sự đồng thuận của cái Hiệp hội Đau đầu Hoa Kỳ vào năm 2018. Các nguyên tắc điều trị phòng ngừa bằng đường uống thì chúng ta dựa trên bằng chứng, tức là nên dùng cái liều thấp, chuẩn độ thấp. Chúng ta mỗi lần điều trị nên 2-3 tháng thì tôi vừa nói rồi, và chúng ta đo những cái hiệu quả và khả năng dung nạp đưa ra trong cái điều trị. Về điều trị cấp thì chúng ta nên dựa vào những cái bằng chứng có sẵn, thí dụ như là bao gồm người tiếp tăng dẫn xuất ergotamine, NSAID vân vân, và đặc biệt là chúng ta nên cá nhân hóa trong việc lựa chọn thuốc. Cái đó là cái mà người ta khuyên. Và những cái điều trị mà không dùng thuốc thì tôi cũng xin thêm, tức là những cái hiện nay cái điều trị mà không dùng thuốc, thí dụ như là kích thích dây thần kinh phế vị không xâm lấn thì cũng được đề nghị là cũng được chấp thuận trong migraine cấp tính, hoặc là kích thích từ trường xuyên sọ hoặc kích thích thần kinh trên hốc mắt, thì đây là những cái có thể là lựa chọn trong cái điều trị cấp tính hoặc là phòng ngừa migraine, đặc biệt là ở những người dung nạp kém không hiệu quả hoặc là không ưa thích trong cái điều phòng ngừa.
Và đặc biệt là các cái điều trị về hành vi phòng ngừa migraine thì nó gồm có nhiều cái điều trị, thí dụ như là cái điều trị về nhận thức hành vi, điều trị về phản hồi sinh học và các liệu pháp thư giãn vân vân, thì chúng ta cũng được xem xét trong cái điều trị migraine là những cái phương pháp điều trị không dùng thuốc, đặc biệt cho phụ nữ mang thai, cho con bú hoặc là chống chỉ định với một số phương pháp điều trị thì cái đó chúng ta được. Ngoài ra thì trong migraine người ta thấy rằng là giáo dục cho bệnh nhân, lối sống liên quan đến migraine, cái này cũng là một cái rất rất là hữu ích.